Dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch phát triển kinh tế dọc sông Hồng được Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 7 năm 2023, hiện đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng. Ngay sau khi nắm được chủ trương xây dựng tuyến đường qua địa bàn, huyện Khoái Châu đã quyết liệt chỉ đạo các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm tạo đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, sẵn sàng bàn giao mặt bằng sạch cho dự án đúng kế hoạch đề ra. Ngôi nhà 2 tầng khang trang này được xây dựng từ năm 2019, cũng là công sức tích góp nhiều năm xây dựng của gia đình ông Tuấn ở thôn Phương Chủ, xã Tư Dân với tổng diện tích 130m². Ngay sau khi nghe các ban ngành đoàn thể địa phương phổ biến tuyên truyền, nắm được chủ trương diện tích ngôi nhà sẽ nằm trong diện cần bàn giao cho dự án đường kết nối di sản, ông và gia đình đều ủng hộ và nhất trí cao. Con đường di sản mà chạy qua thì nó sẽ tạo điều kiện cho xã hội, địa phương về kinh tế, giao thông thương của tất cả các tỉnh. Thì cái đấy là rất tốt, tôi đồng lòng ủng hộ. Ông Việt ở cùng thôn là người chịu trách nhiệm hương hỏa của dòng họ Lê. Ngay sau khi nắm được các phần mộ của dòng họ dự kiến sẽ cần bàn giao cho dự án, ông cùng dòng họ cũng hoàn toàn ủng hộ chủ trương của nhà nước. Hiện nay tại vị trí tôi đang đứng đây là có 14 ngôi. Cái tuyến đường này cần đến cái diện tích này, cần phải di chuyển cái mô mả. Thì về cá nhân cũng như trong dòng họ sẽ hoàn toàn tán thành. Xã Tư Dân có khoảng 3 km dự án đi qua thuộc các thôn Phương Chủ, Toàn Thắng, Mạo Xuyên với tổng diện tích đất cần giải phóng mặt bằng là khoảng 18 hectare. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp khoảng 17 hectare, diện tích đất ở 1 hectare. Xã có khoảng 13 hộ nằm trong diện tái định cư và hơn 200 ngôi mộ dự kiến sẽ cần di dời. Hiện xã đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lấy phiếu đồng thuận trong nhân dân. Các ngành đoàn thể của xã Tư Dân đã tổ chức vận động tuyên truyền người dân về chủ trương của Đảng và Nhà nước để triển khai các bước tiếp theo xây dựng tuyến đường kết nối di sản đúng kế hoạch đã đề ra. Dự án đường di sản đi qua huyện Khoái Châu có tổng chiều dài khoảng 18,1 km qua 11 xã, tổng diện tích đất cần bàn giao cho dự án khoảng trên 103 hectare. Hiện huyện đã lập kế hoạch chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các địa phương tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới quần chúng nhân dân nắm được chủ trương, qua đó tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân dân, đồng thời tuân thủ quy định của pháp luật về công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Tôi có 370m², hiện nay là cây trồng của tôi là quất, có liên quan chạy qua tuyến đường, nhất trí ủng hộ cái đường lối chính sách của Đảng cũng phát một cả nước. Bình Minh có 3 km chạy qua để trong dự án là thu hồi 18,5 ha, gần 100 mộ. Qua lấy phiếu ý kiến rồi thì tất cả là chúng tôi là đạt 100% ý kiến của đồng thuận của người dân. Dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch phát triển kinh tế dọc sông Hồng là chủ trương cũng như dự án trọng điểm của tỉnh. Sau khi hoàn thiện sẽ là bước đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh, hình thành tuyến đường liên kết vùng, kết nối các công trình di sản văn hóa tâm linh dọc sông Hồng. Vì vậy, sự đồng thuận nhất trí cao của nhân dân góp phần quan trọng trong việc đẩy nhanh triển khai các bước thực hiện dự án trong thời gian tới.